Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm của người dân, giúp chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư, tránh thất thoát lãng phí. Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục tuần này chúng tôi xin được phản ánh cụ thể hơn về nội dung này tại huyện Thạch An. Được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2022, tuyến đường bê tông vào khu khuổi đẩy xóm Nậm Nàng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, chỉ ít ngày nữa sẽ hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 20 hộ dân người Dao trong xóm đi lại và giao thương phát triển kinh tế xã hội. Để đảm bảo chất lượng của công trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Đồng đã quyết định thành lập Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng của công trình này, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến từng hộ dân, vận động người dân hiến đất để làm con đường được to và đẹp, tạo sự đồng thuận của người dân về chủ trương làm con đường. Hiện nay trong xóm chúng tôi đang thi công một cái con đường giao thông trong xóm. Ban giám sát cộng đồng cũng vào tuyên truyền trong bà con nhân dân thì tự nguyện hiến đất làm cái con đường để bà con đi lại thuận tiện. Thì bên thi công thì đến giờ phút này thì cũng hoàn thiện, thì con đường thì cũng đẹp, trong rộng. Bên giám sát thì cũng thường xuyên xuống để mà kiểm tra giám sát. Thì chính vì thế là cái con đường hiện nay là chúng tôi rất là yên tâm vì chất lượng rất là tốt, rất là đẹp. Trong quá trình thi công, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng thường xuyên đến trực tiếp công trình để kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai, một số hạng mục không có trong thiết kế như không có ống cống, vướng vào cột điện. Khi Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng phát hiện thấy bất cập, đã báo cáo chủ đầu tư trao đổi với đơn vị thi công để có sự điều chỉnh phù hợp với thực tế. Đến nay, tuyến đường cơ bản đã hoàn thiện với chiều dài gần 800 m, rộng 2,5 đến 3,5 m, độ dày 14 cm, bảo đảm theo đúng thiết kế kỹ thuật. Trong quá trình thi công thì nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám sát Cộng đồng của xóm cũng như là xã, tạo điều kiện cho đơn vị thi công chúng tôi về vướng mắc những vấn đề về giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện đơn vị thi công thuận lợi hơn và đảm bảo chất lượng về công trình. Để phát huy tính dân chủ, công khai, minh bạch ở cơ sở, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Đồng đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, làm tốt công tác phối hợp với chính quyền, tổ chức thành viên, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giám sát cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã cùng với các khu dân cư thành lập các ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trở thành cánh tay đắc lực cùng chính quyền, cơ quan chức năng phát hiện sớm bất cập trong xây dựng các công trình, không để xảy ra sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng công trình. Một khi đã có công trình đầu tư vào trong xã thì ban giám sát đầu tư cộng đồng thì tổ chức họp thôn triển khai cho mọi người dân đều nghe hiểu về cái mục đích làm đường giao thông nông thôn để trước tiên là để phát triển kinh tế xã hội, để làm giàu cho địa phương về xây dựng nông thôn mới. Thì ban giám sát đầu tư cộng đồng thì họp trong ban để triển khai đến các công trình để về xem về cái chất lượng đầu tư công trình, ví dụ như là xi măng loại gì, cát sỏi ra sao, đấy, theo có đúng như cái bản hợp đồng không, về vốn bao nhiêu thì nhân công của người dân đóng góp bao nhiêu, đấy thì hàng ngày thường xuyên là bám sát với với thi công công trình là đi đến giám sát xem trộn các mác vôi vữa có đúng không, để về xem đất đai có ảnh hưởng đến người dân hay không, để cho về tiến độ thi công có đúng thời gian không. Và ngoài ra với cái đầu tư của nhà nước, của người dân còn đóng góp thêm các ngày công đấy, đóng góp ngày công này khiến đất làm đường để cho mở mang con đường vào trong xã, trong xóm ta để thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội ngày một giàu đẹp hơn. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, trên địa bàn xã Kim Đồng, huyện Thạch An có 6 công trình của nhà nước xây dựng tại các xóm Nà Vai, Chu Lăng, Bó Chàm, Nậm Nàng, Nậm Nà. Chủ yếu là các công trình về đường giao thông nông thôn, công trình nước sạch, kênh mương thủy lợi. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các công trình đã hoàn thiện. Với các dự án này, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng của xã Kim Đồng đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng trong việc hạn chế những sai sót tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư và công trình, góp phần từng bước đưa xã Kim Đồng đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng ủy xã đánh giá về hoạt động Ban Giám sát Cộng đồng của xã trong những năm qua. Ban Giám sát Cộng đồng của xã đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tại địa phương. Ban Giám sát Cộng đồng đã xác định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ và đột xuất, thường xuyên đi kiểm tra và các công trình đã và đang thực hiện trên địa bàn, luôn luôn lắng nghe những ý kiến phản ánh của nhân dân, từ đó tham mưu cho Đảng ủy giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, những vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng ủy xã đề nghị Ban Giám sát Cộng đồng tiếp tục phát huy nêu cao tinh thần trách nhiệm và tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân giải quyết kịp thời, tốt hơn nữa về những vấn đề mà trên địa bàn xã trong thời gian tới. Nhờ có sự chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, từ năm 2020 đến nay, huyện Thạch An có 82 ban giám sát đầu tư cộng đồng với gần 500 thành viên do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn ra quyết định thành lập để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật tại các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã hoạt động có hiệu quả, có nhiều đổi mới và mang tính chủ động cao hơn, đã thực hiện được gần 100 cuộc giám sát, qua đó góp phần phát hiện các dấu hiệu sai phạm trong quá trình thi công, thiết kế không phù hợp, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, tiến độ thi công chậm, ảnh hưởng đến môi trường để xử lý khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo chất lượng các công trình sau khi đưa vào sử dụng, phục vụ lâu dài cho sinh kế, sinh hoạt của người dân. Có thể khẳng định, thông qua hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã thị trấn, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền. Về cái hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng thì đối với Mặt trận Tổ quốc huyện ngay từ đầu năm cũng đã nhận thức rõ đây là một trong những nội dung đảm bảo cho cái việc, đặc biệt là những công trình dự án thuộc đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, thì Ban Thường trực cũng đã có những văn bản chỉ đạo là đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn là khi triển khai các công trình là phải thành lập ngay các ban giám sát đầu tư cộng đồng. Thì trong đó là căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thì ban thường xuyên đi sát với những các công trình đó để giám sát những cái nội dung mà đặc biệt là về chất lượng đối với các công trình. Bởi vì Mặt trận Tổ quốc cũng nhận thức rằng là những cái công trình này cơ bản là phục vụ cho cuộc sống của người dân, của các khu dân cư. Nên là trong năm 2022 thì gần như là tất cả các ban giám sát đầu tư cộng đồng mà khi có dự án triển khai ở trên địa bàn các xã thị trấn đều được tổ chức thành lập và hoạt động tương đối tốt. Và kết quả là nhiều ban cũng đã giám sát và thực tế là nhiều công trình thì qua quá trình mà xem xét đánh giá thì chất lượng đã được nâng lên tương đối là tốt. Thế còn tuy nhiên thì về khó khăn của ban thì cũng có một số khó khăn. Thứ nhất là họ là những người kiêm nhiệm hoặc là đang công tác hoặc là làm việc ở các thôn xóm, nên là cái điều kiện thứ nhất là đặc biệt là về cái năng lực, thứ hai là về cái kinh phí để hỗ trợ cho ban nói chung là còn hạn chế. Cũng mong rằng là trong thời gian tới thì Thứ nhất thì về trách nhiệm thì Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tiếp tục là củng cố và chỉ đạo các ban là đảm bảo hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình. Hai nữa là cũng đề xuất với cấp ủy chính quyền là tạo điều kiện cho cái ban là về mặt kinh phí làm thế nào cho nó tốt, để cho ban có cái điều kiện hoạt động cũng như điều kiện thực hiện cái nhiệm vụ của mình tốt hơn. Hoạt động hiệu quả của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng tại cơ sở đã phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân, góp phần chống thất thoát lãng phí trong quá trình thi công, xây dựng các công trình dân sinh. Để ngày càng có nhiều Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng hoạt động thực chất hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Thạch An sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Thực hiện đúng các tiêu chuẩn lựa chọn thành viên tham gia ban bảo đảm về uy tín, sức khỏe, am hiểu chính sách pháp luật, có kinh nghiệm về chuyên môn và xử lý tình huống thực tế, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban, chú trọng khâu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho thành viên trong ban, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến người dân mang lại hiệu quả trong công tác giám sát đầu tư tại cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch An. Chuyên mục Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Cao Bằng tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.